Chào tất cả mọi người, đây mình sẽ làm thí nghiệm giữa nước dung dịch và nhôm. Mình sẽ kết hợp pha chế để cho nó tạo thành một vụ nổ. Các bạn theo dõi kết quả sẽ xảy ra nhé. Đây. Mình sẽ bỏ vào đây, đợi 10 phút nó sẽ nổ. Sẽ bỏ hết vào đây nha. Và để nắp kín lại. Nắp chặt. Nắp chặt. Tắt. Không mạnh đâu. Ok. Mình bây giờ mình sẽ đặt đây. Rồi, ok mình sẽ đặt đây. Để hướng camera gần nhất đây. Ok. Máy quay xa một chút. Ok, như vậy là đã thấy hiện tượng tác dụng rồi. Ok, ok, nó sắp nổ đấy. Ok. Ok. Chuẩn bị nhìn đi nhá. Anh em cảm thấy ra sao? Kìa. Và đó kìa. Và chúng ta bây giờ đến thị trường. Xin ra. Bây giờ đến hiện trường nhá. Quay đây. Đây nhá. Đây, đồng. Là nóng lắm. Anh em thấy gì không? Nhôm là phản ứng với dung dịch. Bây giờ nhôm nó biến thành màu đen này. Bắn. Lọ nó bắn nát đây, đi ra đây. Lọ đâu nhỉ? Đi. À kia. Đít nó đã bị đây, không có nổ nhưng mà nó đã xịt như thế này đây. Đây, anh em nhìn nhá, đây nó bị xịt như thế này đây. Nếu mà anh em thấy hay đấy, đăng ký kênh của mình sẽ thực hiện video tiếp theo nhé, hay hơn nó sẽ nổ. Lần này nó thí nghiệm nó không được thành công như ý muốn, nhá, anh em nhé, ok.